thể được nữa. Còn double 7 khỏe luôn, ta bắn trụ kìa. Ta bắn trụ như là bắn lính vậy. Mất máu tụt không phanh. Râu phía mạng này. Râu đã lên cho mình quan nhân chính nhưng thằng Linky bên muốn đánh. Rõ ràng là bây giờ thì thật ra cũng chỉ còn một đường là đánh thôi. Cứ vậy là chơi thôi. Phía bên này thì Râu đang chuẩn bị lao vào, Linky cũng đang chuẩn bị lao vào. Đối phương đã lấy được trụ ba, đang rất từ tốn tiến ra. Loi bị dính qua bóng tủ nhưng không có sát thương chồng thêm. Double 7 bắn nhẹ một cái thôi, Linky thấy tụt hơn 100 máu lui về. Ôi tôi nhìn mà xót xa dành cho Su luôn. Tôi nhìn mà tôi còn thốn, đừng nói là người phải chịu. Cú móc trúng vào Lovida, ta tốc biến bỏ chạy. Và có cù cứu sinh đã được dùng bởi Double 7 để che chắn cho đồng đội của mình. Đã có một điểm hạ gục cho Sài Gòn Joker, nhưng mục đích của Bangkok Titan là cái nhà lính thì đã xong. Và đường trên lính siêu cấp cũng đang đẩy, bắt buộc cho Sài Gòn Joker phải chia người ra ở phía hai mạng. Và đường giữa, nghiễm nhiên là bên phía Bangkok Titan, họ không có lý do gì họ phải đẩy cả. 50% máu của Sẹt làm chậm tốc biến quy không trúng. Sẹt xử lý rất nhanh và Râu xuất hiện với một tình huống có hiệu ứng vệ quân. Vinh Quang chân chính đu vào người của C4, nhưng Sẹt đã có mũi chuyền quy rất tốt ngăn chặn Celeb lại. Double 7 bây giờ vẫn còn cù cứu sinh, đang dùng cù cứu sinh và Bangkok Titan đang đứng trong cù cứu sinh đó. Celeb thì phải đứng ngoài. Đã có một điểm hạ gục dành cho Sẹt, 2 điểm hạ gục dành cho Bangkok Titan, 3 điểm hạ gục dành cho họ. Cú móc trúng vào Lovida, 4 điểm hạ gục, 5 điểm hạ gục quét sạch và chiến thắng cho người Thái ở vạn đấu thứ hai. Tỷ số của trận chung kết được cân bằng một đều. Một khi mà Găng Lăng đặt được đến 4 lần cái thùng của mình trong một pha giao tranh như vậy thì không có cách gì đội hình của bạn không tan vỡ cả. Và cả Loi nữa, bắn quá tự do đi. Râu cố gắng níu kéo nhưng ta là một tanker, không tí sát thương nào người hai người kia cả. Chiến thắng đã có cho người Thái với một lượt cấm và chọn tương đối là không hợp lý lắm của Sài Gòn cơ. Thật ra tôi vẫn tin rằng, bởi vì hồi nãy chúng ta đã có nhắc tới chuyện là hai bên đều có comfort pick của mình, tức là những cái lựa chọn thoải mái nhất của họ. Toàn bộ thành viên của hai đội gần như là vậy, đều có những cái lựa chọn mạnh mà họ muốn. Thì cái vấn đề là cái cách triển khai của Sài Gòn Joker nó sai hoàn toàn luôn. Đầu tiên là hai tình huống ôm trụ để nằm xuống đầu trận đấu là nó rất vô nghĩa. Thứ hai là tại sao bạn cứ phải là lao lên đánh như vậy khi mà Cosmo của bạn mới chỉ dừng lại là đầu tiên là hai mảnh của cuồng đao Gunso. Đúng. Sau đó là mới hoàn thành cuồng đao Gunso lại lao lên đánh tiếp. Và Sở Cơ đã phải trả giá một đều là tỷ số sau hai ván. Và chúng ta hãy chờ đợi xem ván đấu thứ ba sẽ diễn ra như thế nào khi chúng tôi trở lại.
Cuộc tái đấu giữa Saigon Jokers và Imperium Pro Team lần này chắc chắn sẽ không có chỗ cho những sai lầm. SAJ đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong di chuyển, cũng như là cách chọn mục tiêu qua những trận thua ở vòng bảng. Mặc dù vậy, ngay từ ván đầu tiên, SAJ vẫn lao vào các tình huống giao tranh bất lợi để đối phương dẫn trước về chỉ số hạ gục. Qua đó, IPT đã có lợi thế nhỉnh hơn và làm tốt phần còn lại của trận đấu. 1-0 nghiêng về phía đại diện Philippines trong kèo đấu BO5. Ngay lập tức, Saigon Jokers đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự và sốc lại tinh thần của toàn đội. Hơn ai hết, các chàng trai của chúng ta hiểu được giá trị từ những lần vấp ngã là ra sao và điều cần phải làm phải vượt qua chính bản thân mình. Tâm thế bước vào trận 2 của SAJ là hoàn toàn khác và đó là dấu hiệu cho những điều tích cực. Họ có điểm hạ gục hay không? Không có. Celeb có cú triple kill và Joker cân bằng tỷ số 1-1 sau 2 ván đấu với với cú hích tinh thần, những chú hề nhanh chóng lấy lại phong độ và vượt lên dẫn trước 2-1 sau 3 ván. Bước vào ván đấu quyết định, một lần nữa, người hâm mộ lại được vỡ òa cảm xúc với con bài Velcos cực kỳ lợi hại của Saigon Jokers. Xuất hạ gục lại và JLC bị hất tung lên trong tầm bắn vũ trụ. Lovina 1.2 đến 1 kill. Bây gọi cú chiêu cuối của Sinki bắt được hết và Lovina xả chiêu cuối tuyệt vời kết hợp với cú ánh sáng. Celebrity là người có điểm hạ gục, cú cứu sinh không thể cứu được Boy Sanity. Anh ta sẽ phải nằm xuống 2 điểm hạ gục cho Saigon Joker. Phía ngoài chờ đợi cơ hội để xả sát thương, họ đang bị ngăn chặn lại. Lovina vẫn đang lùi và khi ta quay lại xả sát thương vào, Boy Sanity tan biến và cả JLC cũng vậy. Celeb bất biến lên tìm kiếm lại, Huy đã trúng, đánh thương đã trúng, double kill dành cho Celeb. Anh ta tìm kiếm triple kill của mình và ta có triple kill. Quát ra kill sẽ có nếu như đồng đội nhường nhân râu dứt điểm tự bản thân mình, quét sạch cho Saigon Joker và chiến thắng đã có rồi. Saigon Joker thắng 3-1 và sẽ tiến vào trận chung kết. Sửa lỗi. Cảm giác của mình thì cũng rất là vui nhưng mà vẫn chưa có gì phải vội mừng cả, vì ngày mai bọn mình sẽ đối đầu với VKT ở trận chung kết. Thì khi ngày mai kết thúc thì lúc đó vui mừng thì vẫn chưa muộn. Và lần gặp này thì mình sẽ cố gắng không mắc lỗi để giành lại chiến thắng. Về mặt tinh thần thì team mình cảm thấy rất là thoải mái, vì sau những trận thua bọn mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như bài học đáng quý. Bây giờ bọn mình sẽ dùng điều đó để tiến vào trận chung kết với BKT. Còn về mặt chiến thuật, BKT là một team khá là thích ép giao tranh và giao tranh liên tục. Nếu họ vẫn tiếp tục lối đánh đó thì có lẽ là họ sẽ ân hận về điều đó.